nhà tớ đến cửa đây. Có ở đây chắc là có biết nhiều đến Phú Quốc lắm đúng không? Có biết địa điểm này không? Mình đang sang đây du lịch nên là chưa biết được nhiều. Ơ, chỗ này mình quen đấy. Hình như là gần nhà tớ ấy. Tớ dẫn cậu đi nhá. Xin chào, có thể các bạn cháu chưa biết. Ta xin tự giới thiệu, ta là Lý Bạch. Và đây là thời đường Trung Quốc. Ông ơi, bọn cháu được biết là ông vừa mới sáng tác bài Giang Hồng Lâu cấm mạnh hảo nhiên chi Quảng Lăng. Vậy ý tưởng sáng tác của ông từ đâu vậy ạ? Bài thơ đó ta viết bằng ngọn cửa cảm hứng, rồi rào chi. Ta tiễn bạn, tiễn người bạn thơ chi kỷ thời xưa. Tất cả sinh tình ta đã làm thơ. Ôi thật là một tình bạn tuyệt đẹp, chắc hẳn ông và anh họ Nghiên đã có những khoảng thời gian tuyệt đẹp với nhau. Đúng ạ, chúng ta đã từng uống rượu, đánh cờ và nâng rượu, nâng thơ với nhau. Đó là một khoảng thời gian tuyệt đẹp trong cuộc đời của chúng ta. Nơi ta đang đứng đây chính là tầng cao nhất của Lầu Hoàng Hà. Các cháu nhìn xem, kia chính là sông Dương Tử, nơi ta đã tiễn Mạnh Hạo Nhiên rời khỏi Dương Châu. Ôi, dòng sông Dương Tử về mùa xuân thật là đẹp. Những khói sóng bốc lên đi ngút trên không ra, và những con thuyền thật là nhỏ bé, và dòng sông thì cứ chảy mãi về cuối chân trời. Khi đến Mạnh Hạo Nhiên thì tâm trạng của ông như thế nào ạ? Cảm xúc lúc đó ta rất buồn, ta cảm thấy cô đơn, trống vắng và cảm thấy hiu quạnh xung quanh ta. Ta đã xuất khẩu thành thơ. Tình bạn là quý, tình chi kỷ còn là quý hơn. Vậy ông có lời gì muốn nhắn nhủ với thế hệ trẻ không ạ? Trong cuộc sống, không ai có thể sống cô đơn một mình. Chúng ta cần có một người bạn nối khố tâm giao để có thể chia sẻ những cảm xúc vui buồn hay tủ nhục. Đó chính là chỗ dựa vững chắc nhất các cháu tới từ tương lai đúng không? Vâng ạ. Vậy các cháu có thể nói cho ta biết trong tương lai có những thay đổi biến cố gì và con người trong tương lai kết nối với nhau như thế nào được không? Là bạn bè. Khi mà chúng cháu xa nhau thì vẫn có thể liên lạc và nhìn thấy mặt nhau thông qua các ứng dụng trên mạng như là Facebook hoặc là Instagram, bởi vì là bọn cháu có thể nhắn tin trực tiếp cho nhau hoặc là gọi điện để nhìn thấy mặt nhau. Vì vậy khoảng cách giữa bạn bè bọn cháu không hề xa cách mà vẫn trở nên gần gũi thân thiết như cuộc sống bình thường cháu gặp mặt. Cuộc sống tương lai thật là dễ dàng, nhưng liệu còn có khó khăn hay bất chắc nào nữa không? Cháu rất là dễ dàng nói chuyện với bạn bè trên Facebook nhưng mà lại rất là khó để mở lòng khi mà giao tiếp ở ngoài. Có lẽ các cháu cần phải bước ra khỏi thế giới ảo để kết nối với những người bạn xung quanh, tạo nên những người bạn tri kỷ như ta và bạn Hạo Nhiên. Vậy nên bọn cháu cũng rất là mong tình cảm của bọn cháu cũng sẽ được như là ông và bạn Hạo Nhiên. Vậy chúng cháu có cách nào để liên lạc với ông sau khi trở về cuộc sống thực tại không ạ? Ồ, đó là một câu hỏi thú vị. Các cháu có thể liên lạc với ta bằng cách đọc thơ hoặc đọc văn của ta. Mỗi lần đọc thơ là một lần giao tiếp và nói chuyện với ta. Ô, đây chỉ là một giấc mơ. Mình cũng không biết nữa. Thả kỳ lạ. Thôi, bọn mình lại quay lại cuộc sống đời thường thôi. Chúng ta đâu quay lại cuộc sống đời thường cái này. Ôi, thả kỳ lạ. Ơ, hình như kia là trường đại học khoa
Ừ, đúng rồi. Ôi, đến tiếp văn đấy. Quên về học thôi. Đi.